thứ hai. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai đầu tuần, và đó là đối với quý vị là một ngày rất là đầy năng lượng, còn đối với ba chị em chúng tôi là một ngày rất là mệt mỏi, là bởi vì cả ba cùng đi du hí mới về. Mỗi người đi, hai chị em đi một nơi, chúng tôi đi một nơi khác, mà coi như là lợi dụng cái cuối tuần đó, thưa quý vị, để mấy ngày cuối tuần để chúng tôi đi chơi. Chị Lan có chuyện gì không? Chị Lan, nghe chị Lan về. Quá nhiều chuyện luôn ha. Thứ nhất là chị với Mỹ Linh đi chung qua bên Seattle, qua nhà ca sĩ Minh Phụng, xong được ở nhà của ca sĩ Kim Loan, em Kim Loan, em của Minh Phụng. Xong cái ngày hôm sau á là mấy chị em năm bà Ngũ Long Công Chúa lấy xe chạy qua bên Vancouver chơi. À, chị nói cái gì? Hả? Ngũ Long Công Chúa. Ồ, Ngũ Long bà thì đúng hơn chứ, tại sao cần Ngũ Long Công Chúa? Cái này là nổi tiếng là vô duyên rồi. Lâu lâu cho em vô một cái là nghe tức hả. Năm chị em qua bên Vancouver chơi, ăn uống quá trời ngon, quá chừng. Cái này gọi là ngập mặt á. Rồi ăn ngập mặt á. Xong cái tới về bên Seattle là birthday của... Chuyện này mới quan trọng nè, birthday của Văn Đại, chồng của Minh Phụng. Quan trọng lắm. Nàng Mỹ Linh của mình đó, trời ơi, hát quá trời hát luôn. 100 bài không? Hả? 100 bài không, hay là 99 bài? Cỡ 50 bài. Bảy tầm bạ hoài. Biết không? Bài nào cũng ra hát nhảy. Hát như chưa bao giờ được hát, phải không? Hát, nhảy đầm, nhảy còn te. Trời ơi, dễ sợ, giống vũ sư. Nhưng mà thể hiện điều gì vậy chị? Thể hiện một... Không, chưa. Chứ bắt đầu tối, hai đứa ngủ chung. Cái tự nhiên chị thấy, ủa, nói Mỹ Linh là giới tính là nam tính, chứ chị thấy Mỹ Linh bình thường vậy đâu có gì đâu, nhưng mà ngủ chung mới biết nghe ngái. chị làm như chị không ngái vậy á. Trời đất ơi trời, tôi không bao giờ ngái. Nhưng mà em nói cho chị nghe nha, cái tiếng ngái nó từ cái phòng kế bên phát qua, em đã nói với chị nhiều lần mà. Không, cái tiếng xa xa mình biết, cái tiếng gần cái bên mình nhìn qua đó, mà tại mình ngủ đâu có được. Mình nhìn qua đứa em mình nó nằm nó ngủ nó ngáy thấy thương luôn. Trời ơi, tôi lỡ tôi không có lấy. Chị à, chị bộ không có chuyện gì mà nó hay hơn để chị kể cho khán giả nghe quá. Sao vậy trời? Chuyện nó vui nhất trong chuyến đi á là coi như là thể hiện là nguyên cái giới tính. Bây giờ cho em nói chuyện đó. Nói vậy. Rồi chị nói gì chị nói. Em á thì cũng không có gì để mà nói, ngoài cái chuyện là cảm ơn em Minh Phụng đã coi như là cho chị một mớ gì đó mới áo áo rồi hả em cái gì em Leon Kim Loan rồi cái nọ, mấy em coi như là lo lắng chăm sóc cho tụi chị mấy ngày mà ở nhà em đó, rất là vui, rất là coi như mình ở nhà của Hùng Loan nè, birthday của Đại chồng của Phụng nè, rồi anniversary của Quy với Hiền người bạn nữa. Hai đứa em này nó dẫn tụi mình đi, nhờ nó dẫn hai bà già này, hai bà già mày dám đi mấy ngày chứ cũng không dám đi đâu quý vị ơi. Rất là vui, cảm ơn mấy em rất nhiều, cũng như là khán giả 60-70 người bạn của Minh Phụng rất là nhiệt tình đối với ca sĩ ở bên Cali qua. Dễ thương lắm. Mà có biết chuyện Phố Phường hay không? Ở đây là coi như tụi chị sẽ nhớ tụi em rất là nhiều. Mình chưa nhắc tới chuyện Phố Phường, người ta nhắc kìa. Nói là khán giả của Diệu Phố Phường không đó. Mấy em nói chứ trời ơi chị ơi, em là khán giả trung thành của chị Phố Phường, nhưng mà nay em thấy cái anh mập đâu vậy chị. Thôi tôi không đi cả. Tôi không đi nữa. Tôi không có đi lên xe đò đâu. Mấy người ăn đi, tôi không ăn. Phụ nói sợ sao chị không kêu. Seattle đang chờ đón em đó em. À vậy hả? Phụ nói sao chị em kêu luôn qua đi chơi. Em sẽ ở đây có một cái tin khác. Là tin mà tự nhiên có bầu nó gian dội luôn vậy đó chị. Vụ gì nữa? Tin em có bầu nó gian dội. Cái gì vô duyên vậy? Là tự nhiên em ra giường em tưới cây. Cái em thấy ông cái bên ông trồng nguyên cái dàn bầu nhà ông á. Cái nó bò qua bên cái dàn bầu như dạ em có cái dàn sẵn. Từng cái nó bò qua luôn chị. Bò qua luôn coi như là hình thành của cái công cộng luôn rồi, nó xả trái xuống. Bên không có trái. Không, bên đó chắc cũng có trái chứ. Nhưng mà bên đây cũng có trái, vài trái thôi nhưng mà đủ ăn rồi, tự nhiên đâu có ăn nhiều đâu, bầu ba cắt khúc ăn là. Nhưng mà đó, trái nó mới có bên nhiêu đây thôi ạ. Mà bầu đó, bầu nó nhanh lớn lắm. Nha. Lớn lẹ lắm mà nó già nha, mà rất mau già nữa chị. Đúng cắt rồi. Nhưng mà chị để trong ở ngoài trời đó mà không bỏ tủ lạnh đó là nó già liền à. Ủa phải bỏ tủ lạnh à? Phải bỏ tủ lạnh chứ chị. Thôi nó tới hồi nó già bỏ tủ lạnh nó cũng già. Nó cũng già hà luôn ơi, bỏ tủ lạnh không thì bỏ ngoài, bầu non thì bỏ ngoài nó cũng mau già lắm. Cái nào cũng mau già hết, bỏ tủ lạnh vậy đó. Cái bầu nó lại vậy đó. Nhưng mà cái ngày mà thứ bảy đó nó lẽ tụi chị đi câu cua đó, mà tại sợ nắng không dám đi, với lại ngủ vậy không có nổi. 7 giờ sáng là 7 giờ sáng mọi người đi rồi, đi xong nổi. Câu cua Canada, cua gì đó, cua đá Canada rồi với cái con gì á Linh, cái con gì mà con baby clam. Cái con nó không phải baby, nó là bơ đờ clam. Con sò bơ ăn béo dễ sợ. Em ngon. Ơi, ngon kính luôn. Kính hoàng luôn. Rất là ngon. Mọi người về nướng trời ơi với mỡ hành đó tụi chị ăn say mê luôn. Xong rồi, quên nữa chưa nữa.
20 con cua quý vị, mà coi như là xây ra để nấu bún riêu nha. Một cái nồi bún riêu 20 con cua. Trời ơi đã ha. Ngoài ra không có một cái gì khác hết trơn là cua. Trời ơi ăn toàn là cua. Trời ơi cái gì đó, cái riêu. Ừ, riêu nó lên dày một cục vậy nè. Trời ơi đã quá. Một tô đầy hết trơn từ 20 con cua lận mà. Coi như càng đó thì coi như quý vị này mở ra để càng để mình ăn riêng. Tại vì nó cứng á. Ui, cái cua, còn cái mình cua đó thì là xay hết để mà nấu. Hết thịt cua rồi luôn. Ừ, 20 con. Lâu cái loại càng mà hai cái đầu nó đen thui đó. Cua đó đó, cua đó nó ngon, nó thịt nó ngọt mà, cua đó thịt ngọt lắm. Thôi chị vô tin đi chị. Vô tin hả? Bây giờ muốn ăn chơi đã quá. Giờ cài tiếp. Vô tin cái là thấy là nghiêm trọng liền quý vị. Mà coi như là bên sau này đó, một thời gian sau này đó, thì những cái thiếu niên mà đi xe đạp điện đó, nó đi dữ dội lắm và có những lúc mà có những đứa mà nó tấn công người ta luôn, tấn công bằng súng hơi hoặc là lũi vào trong người mình này kia nọ. Cái đó là cá biệt thôi ha, đó là những đứa cá biệt thôi. Thì đó ít thôi, một số ít thôi. Ở đâu? Ở vòng vòng ở Orange County của mình nè. Chính em đây nè, em không phải là bị nhưng mà điều em nhìn thấy, em vô trong phạt đó, em nhìn thấy mấy cái cháu mà nhỏ đó nó đi xe đạp điện đó rất là ghê luôn. Nhiều khi từ trên dốc lao xuống xong rồi lướt qua người mình á, mà em nói thiệt cái chị nhúc nhích á là dễ đụng lắm, mà đụng một cái là đau lắm, tự vì nó sắn vô người. Bây giờ nhanh lắm, những người mình bạn gái mình lái xe yếu thì cũng nên cẩn thận, tại vì mình có một con nhỏ bạn á là nó cũng đi cái đó đó, tự nhiên gần tới đầu xe, ví dụ đầu xe ở đây mà nó đã té ở đây rồi, nó ăn vạ trước đầu xe của người ta luôn. Rồi cái xuống cái nấy nó nói tao có insurance. Cái nhỏ bạn chị cũng nói tao có insurance vậy. Cái nói bây giờ mày muốn cái gì? Cái nó nói mày cho tao mấy chục đi. Cái con nhỏ bạn chị cho 60, tại không có tiền lẻ tính cho 50, tao cho đưa mày 50 mày chịu không là chịu. Rồi đưa nó 60 lên cái nó đi. Cái đó là những người mà coi như là nó muốn làm mà tiền. Mạnh rồi. Còn những cái rồi. Đứa mà nó chỉ là phá phách thôi. Tự vì tuổi mấy đứa này là coi như tuổi teen không à. Mười mấy tuổi không à, mà nó đi xe nhanh lắm chị, nhanh hơn là xe gắn máy luôn đó. Còn tin vui nè. Thưa quý vị, từng rồi ở quý vị biết rằng mua vé số đó rất là khó trúng. Nhưng mà điều người ta nói rằng mua vé số là mấy chục triệu người, cả trăm triệu người mới trúng được một người thôi. Nhưng mà ở siêu thị ở Little Sài Gòn là chợ Á Đông đó, thưa quý vị, của anh Khang, anh Thọ đó, những người quen của chúng tôi đó, đã bán ra vé số trúng Super Lotto California nhưng mà trúng 5 số, nhưng mà lại sai cái số Super Bowl là số 5. Cái Super Lotto cái số số 5 á là cái số mà cuối cùng đó, power đó, number đó là số được có hàng mấy ngàn à. Nếu mà trúng được số 5 đó là lên được mấy chục triệu rồi. Nhưng mà thiếu cái số 5 đó nên được chỉ có 20 mấy ngàn à. Anh thấy 20 mấy ngàn là quá ít. Thì đó cái là khuyến khích mà. Khuyến khích gì, 5 số là nó không phải được cả triệu chứ. Có còn hơn không, 20 mấy ngàn muốn gì nữa. Bỏ ra có mấy đồng mà. Và đây là chợ, ngay chợ, khu chợ Á Đông đối diện Phước Lộc Thọ đó, thưa quý vị. Hãy mà được trúng như vậy á, là người đó, người ta sẽ bắt đầu vô mua xé số cho nó rất là nhiều. Hồi xưa ngay góc đường Brockhurst và đường McFadden, thưa quý vị, trong cái tiệm liquor store có 13 người làm việc ở trong nhà hàng của Việt Nam đó, 13 anh em đó hùng tiền nhau mua vé số và trúng được mấy chục triệu. Tại sao ba đứa mình không bao giờ mua vé số chung vậy ta? Luôn nó mua riêng không à. Nếu mà em cho chị Lan mua chung với em thì có khi là trúng á. Có khi em bị hãm tài đó, chị với Linh là đem tài lộc lại cho em đó. Vậy thôi chị mua rồi cho em hùng tiền cũng được vậy. Tại cũng sao bắt em phải mua đâu. Đâu sao đâu. Chị phải mua chị hùng chứ. Mà chị đừng có mơ, chị nghĩ sao vậy? Mua miệng không đâu. Em đó là cái như là bầu mà còn bò qua nhà em á, để cho em có bầu nữa. Thấy không? Thì chừng chị với Linh bò qua nhà em có bầu luôn á. Cái gì kỳ vậy chị? Bò qua nhà luôn có bầu hả trời. Em lùa hàng xóm rồi chứ. Còn đây là coi như là một thanh niên nha quý vị, bị bắt vì nghi gây ra hàng loạt vụ cháy rừng ở Orange County. Cái anh chàng này có 29 tuổi thôi, bị bắt là vì coi như là hả, cái tội mà đốt phá rồi này kia nọ, coi như là gây ra khoảng 10 cái cuộc mà cháy rừng đó. Cháy rừng ở đây là nguy hiểm lắm, cái thằng này đó đáng lẽ là phải tử hình mới đúng đó, chung thân đó. Tự vì thưa quý vị biết là ở cháy rừng là có nhiều khi mình không có control được, đó là cháy cả mấy ngày mấy đêm, bao nhiêu ngàn căn nhà có thể bị tiêu hủy rồi đủ thứ hết, nên cái cháy rừng là một cái. Nhưng mà cái này mới là nghi phạm thôi, họ rồi cũng đang điều tra thôi, chứ còn nghi là anh chàng này là đốt phá. Nhưng mà điều thường Mỹ mà đã nghi mà tới cả chục vụ đó, tức là có rồi, phải không? Chị Lan kể chuyện cười đi chị Lan. Chuyện cười hôm nay là có hai đứa trẻ nó mới sanh ra còn nằm trong bệnh viện ấy, chắc có lẽ là khó nuôi hay sao đó, gửi bệnh viện nuôi vài hôm rồi mới đem về. Cái hai cậu bé bắt đầu tám nha, chị nghĩ lớn rồi nó làm chuyện phố phường giống mình quá. Cái nói thế mẹ cậu cho cậu bú cái gì vậy, sữa mẹ hay sữa bình? Cái thằng kia nói mình bú sữa bình.
Thế sữa bình nó ra làm sao cậu nói cho mình nghe với. Sữa bình hả, thì nó lúc nó ngọt, lúc nó lạc, lúc nó lạnh ngắt à, lúc nó nóng muốn phỏng lưỡi luôn vậy đó. Nói chung là sữa bình không có ngon. Thế của sữa mẹ của cậu có ngon không? Nó sữa mẹ của tớ ngon lắm, lúc nào nó cũng ấm mà nó thơm, mà cái bình sữa đẹp, mà nhưng mà lâu lâu á mình nghe được cái mùi thuốc lá mình bực bội lắm. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay với Trung tâm Thúy Nga. Và mở đầu là sản phẩm của Trung tâm Thúy Nga Sugoi Fucoidan với hàm lượng Fucoidan cao nhất hiện nay, đặc biệt dùng để tăng cường sức khỏe và hệ thống miễn dịch trong cơ thể, chống lại sự lão hóa, tăng cường tuổi thọ, tăng cường chức năng gan thận, quân bình áp huyết, đặc biệt giúp ngăn ngừa ung thư và phòng chống ung bướu. Có hai dạng, dạng nước và dạng viên, 250 đồng một hộp. Và sản phẩm thứ hai là Okinawa Corella, rêu Nhật Bản Okinawa. Công dụng của rêu Nhật Bản Okinawa là cung cấp chất xanh và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp tẩy độc gan thận và máu, giúp đào thải các độc tố kim loại thủy ngân ra khỏi cơ thể, giúp thúc đẩy trẻ hóa tế bào da, làm sáng da, tăng cường hệ thống miễn nhiễm. Chúng ta có thể dùng từ 10 cho đến 15 viên một ngày, 30 đồng một hộp thưa quý vị. Quý vị có thể vào thuyengashop.com hoặc là vào số phone điện thoại đang hiện trên màn ảnh. Chúng tôi ở bên Thúy Nga Shop còn có nhiều món khác nữa chứ không phải chỉ có hai loại mà chúng tôi đang giới thiệu đây. Tiếp theo là công ty DMG James Arizona. Quý vị nhớ rằng mùa hè cái chương trình sale nó vẫn còn những chương trình rất là đặc biệt. Đầu tiên phải nói đến Masonite Arizona, nó sáng như kim cương và nó cứng như kim cương nên chạm khắc được trên 340 giá cách. Và nó sáng rỡ và nó được bảo hiểm trọn đời nếu mua với giá 500 Mỹ Kim 1 carat, 1.200 carat, 2.400 carat. Ngoài ra thì nó được tặng thêm một viên A1, A5 đang thông dụng trên thị trường. Quý vị cũng có thể lấy viên Masana Arizona cũ để quý vị đổi lấy, và có bảo hiểm đó, để quý vị đổi lấy một viên Lab Diamond mới mà chỉ bù có 50% mà thôi. Đó là chương trình đặc biệt của DMG James Arizona. Quý vị nhìn trên màn ảnh thấy những chiếc nhẫn rất là đẹp, vàng 18 carat, kiểu dáng Italia với những cái hộp đá Masana Arizona tuyệt vời rồi. Thưa quý vị, mua 2.500 một chiếc trở lên đó thì quý vị sẽ được tặng 1 hoặc 2 carat kim cương nuôi, tức là kim cương lab của coi như là của phòng thí nghiệm tạo ra đó. Thưa quý vị, những cái viên kim cương này thì đang được giảm giá rất là nhiều và nó được sáng đẹp, nó vẫn sáng đẹp và nó được chuẩn định bởi GIA và IGI. Mua một viên cũng được bảo hiểm trọn đời và có giấy của GIA đàng hoàng hoặc là giấy của IGI. Đang có những chương trình sale rất là đặc biệt, quý vị xin gọi vào DMG James Arizona hoặc là vào trang YouTube DMG James YouTube Official để xem các chương trình giảm giá, các chương trình bán hàng trên mạng, các chương trình game show. Và với số phone đang hiện trên màn ảnh, tại miền Nam California, quý vị có thể đến với Tân Tú Quỳnh để xem. Ở đây có một cái station của DMG James Arizona để cái Diamond Lab và những viên Masana Arizona. Ở đây không có để nhẫn, thưa quý vị. Chị Lan. Trang Thanh Lan xin giới thiệu công ty xuất nhập cảng Thely Yến, đặc biệt dẫn giảm giá trong các mùa lễ. Yến trắng 5 chữ A, hiệu sống vui, 250g, giá thường là 720 đồng, sale còn 540 đồng, tặng đường, sâm và một gói táo đỏ. Nếu mua 5 hộp thì mỗi hộp 520 đồng, 5 phần quà tặng và một nồi điện để chưng yến. Nếu mua 10 hộp thì mỗi hộp chỉ có 510 đồng, vẫn có 10 phần quà tặng và tặng 2 nồi điện để chưng yến. Đặt hàng xin gọi 714-418-9788, 714-418-9788 hoặc vào thăm trang nhà thelyyến.com. Thely Yến, thương hiệu uy tín. Quý vị cũng nhớ rằng ở trên thị trường có thương hiệu một cái hãng bán cái yến kêu là Vui Sống 5 chữ A, không phải là của hãng sống của hãng Thely Yến. Quý vị muốn mua hãng uy tín thì quý vị vào thelyyến.com ở các tiểu bang hoặc là quý vị gọi cho chị Thely Yến ở số điện thoại hiện trên màn ảnh. Thưa quý vị, bây giờ là giới thiệu quý vị sản phẩm của MV Heart. MV Heart xin giới thiệu đầu tiên đến quý vị đó là cái White Skin Haki Haki. Thưa quý vị, đây là một loại dược thảo đặc biệt, nó giúp cho quý vị là trắng da, trắng da. Ngoài ra nó còn lọc thận và lọc phổi nữa nên rất là tốt. Và đồng thời nó còn giúp chống viêm nữa. Thưa quý vị, 150 đồng một chai và mua 3 tặng 1, 150 đồng một chai, rất là nổi tiếng Haki Haki của New York, thưa quý vị. Sản phẩm thứ hai chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đó là NMN. NMN của họ là một sản phẩm đặc biệt của Nhật Bản. Thưa quý vị biết công nghệ NMN là một công nghệ để giúp cho tất cả chúng ta
phá vỡ được cái cấu trúc của tế bào để cho chúng ta sống thọ hơn, sống già lão hơn, lâu già hơn. Bởi vậy dùng NMN thì phụ nữ sẽ trẻ trung xinh đẹp lâu dài, nam giới cũng rất là lâu già thưa quý vị, và vẫn là mạnh khỏe, mạnh mẽ nữa về mọi mặt luôn. Và thưa quý vị, nó cũng giúp cho những người bị cao mỡ, cao máu, tiểu đường vân vân đều bị được giảm hết, và những người bị béo phì và coi như là tăng cân nhanh cũng có thể giảm, ngăn chặn cái chuyện này hết. Đó là NMN. Sau này quý vị sẽ thấy NMN vào trong các loại như là đông trùng hạ thảo, phu cô đơn vân vân, người ta sẽ làm những cái thứ đó. Bây giờ công nghệ này không còn độc quyền nữa, nên quý vị thấy là hàng chúng tôi của Nhật, thay vì trước đây là chúng ta có thể mua từ 6-700 cho tới 1.500 một lọ thuốc, thì bây giờ ở đây công nghệ nó được rộng rãi rồi thì chỉ có 120 đồng và mua 3 tặng 1, đã có chương trình mua 3 tặng 1. Quý vị đã uống rồi rất là thích và đã gọi mua liên tục cái sản phẩm này thưa quý vị. Tiếp theo là giới thiệu một cái loại gọi là nhau thai cừu và tế bào gốc nhau thai cừu cũng như là tổ yến. Đây là một loại rất là đặc biệt thưa quý vị, bởi vì nhau thai cừu và tổ yến căn bản của nó là mỗi thứ đó, nó là một cái tuyệt phẩm rồi thưa quý vị. Nhau thai cừu tế bào gốc giúp giảm thâm nám tàn nhang, thay da đổi thịt, cân bằng nội tiết tố, tăng cường hệ miễn dịch. Nó rất giúp cho những người có thai, nhất là thai phụ, và dùng loại này với hơn 30 acid amin để giúp cho quý vị cho bộ đồ cần thiết cho sự sống và sự phát triển của tế bào. Riêng công dụng của yến thì tăng cường độ ẩm cho da, giảm nếp nhăn, chống lão hóa, giúp da mịn màng, săn chắc, hỗ trợ việc cải thiện hô hấp, giảm huyết áp, cải thiện chức năng tim, điều hòa lưu thông máu trong cơ thể, và ngoài ra bổ gan, bổ phổi, giúp ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc, phục hồi chức năng phổi gan sau khi nhiễm bệnh, ngăn ngừa tình trạng thừa cân. Thì hai cái loại này chúng tôi đang bán với giá 100 đồng một chai 100 viên. Thưa quý vị cũng đã thích cái này lắm. Đây là hot sale của MV Heart với giá 100 đồng một chai và mua 3 tặng 1. 100 đồng một chai mua 3 tặng 1. Quý vị có thể gọi vào đại lý với chị Ba ở số 714-722-9709, 714-722-9709. Còn quý vị mua lẻ thì xin gọi cho Tân Tú Quỳnh hoặc vào website tantuquinh.com, hoặc đến với Tân Tú Quỳnh hoặc gọi cho chúng tôi 714-612-7309. Chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị. Thúy Nga Paris tại Canada cũng có những sản phẩm này thưa quý vị. Bây giờ là đến chương trình du ngoạn thưa quý vị. Mùa hè này thì Quang Lê thông báo là cái chương trình mùa hè đó, tour du thuyền châu Âu thôi quý vị, sắp hết vé rồi. Quý vị phải nhanh tay nhanh chân gọi vào tour du thuyền châu Âu. Ngoài ra thì trước khi du thuyền châu Âu thì từ ngày 24 tháng 10 cho đến 5 tháng 11 sắp tới đây thì có một chuyến khởi hành từ Los Angeles hoặc từ nơi quý khách mà đang ở đó, để đến tham dự một cái tour gọi là tour Nhật Bản Hàn Quốc mùa thu của Á Châu. Và quý vị sẽ ở Hàn Quốc tại Nhật Bản 4 đêm, đi thăm thú ở Nhật Bản, xong rồi quý vị sẽ đến Hàn Quốc ở lại thêm 4 đêm nữa để trải nghiệm về nhiều thứ, từ tắm hơi, diêm di băng, xem show đầu bếp nổi tiếng Nanta Show, rồi show vẽ tranh show ăn các món ăn của Hàn Quốc, rồi các món kim chi của nổi tiếng. Rồi quý vị có thể mua những loại nhân sâm, dược thảo, vân vân, mỹ phẩm rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Quý vị có thể liên lạc với số điện thoại 714-299-6687 để lấy vé nhé. Đó là tour mùa thu Nhật Bản, Hàn Quốc. Sang đến tour châu Âu mà chúng tôi luôn nói đến, đó là một cái tour 3 nước gồm có Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Sẽ được tổ chức vào ngày 6 cho đến ngày 16 tháng 1 năm 2024. Xin quý vị cứ liên lạc với Quang Lê, số điện thoại 714-299-6687 để mua vé. Châu Âu, Paris tráng lệ huy hoàng, mùa thu lá đỏ, thưa quý vị, với tour du thuyền châu Âu. Quý vị sẽ đến Paris trước rồi thăm thú ở đó 2-3 ngày. Sau đó chúng ta sẽ đi thăm Ý và Tây Ban Nha, rồi đi thăm các vùng nổi tiếng của bóng đá cũng như của lịch sử như Vatican hay là Barcelona, cái nôi của bóng đá của bên Tây Ban Nha. Rồi quý vị cũng sẽ đi thêm chuyến hải trình 10 ngày 6, 9 đêm, có hướng dẫn viên người Việt Nam để thăm thú các nơi như Úc, Ý, Italia, Rome, Sorrento vân vân. Và quý vị có thể đến với Paris để ăn gà đen rất là nổi tiếng, là cái món của ở đây, cũng như là Paris là nơi mà nhạc sĩ Lam Phương đã sáng tác nhiều ca khúc rất là hay, với hai số phone hiện trên màn ảnh để book tour. Quý vị nhớ nhé, xin mời quý vị vào book tour của chúng tôi. Chị Linh. À, đây cũng là một cái bản tin đó quý vị. À, người ta nói là dùng dân Mỹ đó quý vị, xăm hình thì rất là nhiều. Và bây giờ đó người ta có một cái khuyến cáo là những người mà xăm hình đó, 23% dân Mỹ xăm hình có thể là bị nhiễm trùng.
xăm tại vì mực da tattoo mực tattoo mà tà thu kể luôn cả lông mày là môi mắt miệng của mờ nữ luôn nha chị. Cái nó gọi là mực vĩnh viễn á. Thì bây giờ nó có ở trong đó thì mặc dù là người ta nói là nó vô trùng nhưng mà trong mực xăm á bây giờ là người ta thấy nó có nhiễm trùng. Mà đó là những cái mà vi trùng cũng là nguy hiểm lắm, mà người ta nói là chứ nó có thể gây ra nhiễm trùng máu đồ này kia nọ, rồi nó sẽ xâm nhập vào trong cơ thể mình. Lúc đầu nó chỉ là xâm nhập ở da, sau da thôi. Rồi nó có thể, nếu mà nhiễm trùng máu thì nó có thể làm cho cái đi sâu vô trong, có thể là làm coi còn đi vào nội tạng của mình luôn, thành ra là nguy hiểm tới tính mạng của mình là cái chuyện có thể là có luôn. Đó là cho đúng nên thôi. Đúng rồi, tattoo đó. Và bây giờ người ta nói là nếu mà mình đi tattoo đó thì hỏi nó xem coi nó vệ sinh như thế nào. Ngoài cái chuyện mà nó vệ sinh kim á thì cái mực cũng phải vệ sinh nha Trung Tử Lưu. Họ nói là cũng phải hấp lại cái mực nữa. Hấp lại cái mực mà sau khi mình mua mà cứ nhúng ra nhúng vô cái mực hoài, đương nhiên nó vô máu mình à. Chắc chắn là vô máu mình. Nói tới lây lan lây nhiễm, thưa quý vị, thẳng nói luôn một cái tin về chi tiết một chút xíu nữa là thưa quý vị, cũng là lây lan lây nhiễm mà cái này không phải là tattoo, mà COVID-19 đang lây lan mạnh lại ở khắp nước Mỹ, nhất là vùng Tây Nam gồm có California. Theo Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết trưa thứ năm tuần rồi, thưa quý vị, và trong số những người mà mới vừa đã bị COVID nằm liệt đó là có nữ ca sĩ Ivan của chúng ta. Chị cũng bị COVID. Và thực sự chúng tôi luôn không biết mình có bị hay không, cũng thấy mình ho ho Cali này cũng nhiều người bị lắm. Nhưng mà mình tưởng mình không biết, bây giờ mình ít khi check, với lại mình nó không có một cái phương pháp đề phòng nào nữa. Nên cứ cái vị cảm thấy mà nghi mà thấy mệt mỏi đó thì cứ thử hay nó lên hai vạch có nghĩa là biết là bị. Và quý vị nhớ là mùa thu năm nay đó, chính phủ Mỹ khuyến cáo là mùa thu năm nay đó là nó sẽ tăng lên, cứ tới mùa lạnh là bắt đầu tăng lên. Và cứ người ta biết được COVID tăng là cứ theo dõi nước thải, cái đội theo dõi nước thải của CDC cho thấy là tỷ lệ cái lây lan COVID-19 rất cao ở 7 tiểu bang gồm California là cao, và 19 tiểu bang khác nữa tỷ lệ lây lan rất cao ở California dựa trên kết quả thử nước thải tại 43 nơi xử lý nước thải khắp nơi. Đó là những cái nơi mà Nevada và Arizona cũng có độ mà nhiễm COVID tăng, thưa quý vị. Dù bây giờ chúng ta có thuốc uống, thuốc chích rồi, nên quý vị phải nhớ là đi chích ngừa đầy đủ, là lâu lâu thì phải nhớ đi chích ngừa COVID vô thì chúng ta sẽ an toàn hơn, phòng bệnh hơn, chữa bệnh, thưa quý vị. Bây giờ đó, ở bên Trung Quốc đó quý vị, ở thành phố Vũ Hán đó, họ nó ra một cái đội quân nó gọi là taxi robot đó. Thành ra là bây giờ nó chỉ có 500 chiếc thôi, nhưng mà họ nói trong tương lai họ sẽ lên 1.000 chiếc. Và cái nó rất là rẻ, thí dụ chị đi một chuyến taxi bình thường đi nó là 18 tệ. Thì chị đi taxi robot này nó chỉ có 4 tệ thôi. Trời ơi, nó rẻ quá. Hơn như vậy, cho nên là bây giờ đó mà khỏi phải tiếp nữa. Đúng rồi, bây giờ đó người ta nói là cái này đang rất sợ những cái công ăn việc làm của những người mà người ta đi taxi cái nọ đó là bị cướp mất đi. Và thôi ta lái xích lô đi, trời Lưu ơi, khổ quá luôn. Em đi taxi không sướng hơn đi xích lô hả? Trời, không, những khổ. Người đó làm nghề đó, làm nghề về chuyển qua nghề xích lô để xe thồ rồi. Trời đất ơi, có duyên ghê vậy đó. Trở lại hồi xưa, trở lại xưa. Em coi mấy cái hình hồi xưa đó, tự nhiên thấy mấy cái hình thích xích lô máy ngày xưa đó, thích ghê. Hồi xưa em được thích đi xích lô máy lắm. Em cũng vậy, khoái đi xích lô máy lắm. Trời ơi. Ngồi chồng ngồi chất với nhau chứ. Chồng chất lên nhau mắc cười lắm mà vui lắm, mỗi lần đi vậy vui lắm nha. Mà công nhận á, cái xích lô máy thật ra mà nói đó, em thấy nó rất dễ bị đụng nha. Đúng không? Tự vì nó có lái. Nhưng mà thấy đâu có đụng. Cà đưa. Mà hay thiệt chứ. Thì bởi vậy mới nói mấy ông lái taxi. Em nói ba bánh mới là cà đưa. Không, cái xích lô máy đó chứ. Chị nói vậy chứ. Nó chạy bằng máy mà sao cà đưa gì? Không phải, nhưng mà điều tự vì cái phía đằng trước nó bự quá. Phía đằng trước bự quá mà người ngồi lại đông, ví dụ cái nặng nó đưa về đằng trước. Cái phía sau này á hả? Xích lô máy có thể chứa là 5-6 người luôn á nha. Đúng rồi. Ngồi trên rồi còn ngồi dưới. Ờ nó sang lắm cái xích lô máy nha quý vị. Còn nghèo nghèo lên đi xích lô. Làm nghề xích lô thấy cũng tội. Cái đó em về Việt Nam hồi sau bao nhiêu năm em về Việt Nam lại đó. Cái em thấy mấy ông xích lô ông ngộn tội dễ sợ luôn á. Mình mới thấy là có ông đó, ông đạp xe lên cầu, ông đạp không nổi luôn á. Em phải nhảy xuống đi bộ với ông luôn, em thấy tội nghiệp quá. Đúng rồi. Lưu nói đúng đó, chị cũng bị cái chở không nổi chứ có gì đâu. Mập quá chở không nổi, nhưng mà thử tức là làm nghề xích lô mà yếu xìu à. Chị cũng bị cái cảm giác đó đó, tự vì thí dụ mình gặp những cái ông nào mà còn già nữa đó thì chết chị Linh, nữa. Chị Linh, bây giờ mình bàn cái tin chết chóc một xíu đi chị Linh.
tin nào, tin chết chóc là tin nào trời. Sáu người đó, sao, tự nhiên sao em thèm nào? Những cái tin đó quá vậy? Không phải tự nhiên cái đó là một cái tin thấy cũng ghê lắm. Nhưng mà nếu em thèm muốn quá thì chị cho em bàn đó. Cho thèm muốn hay thèm muốn giết người. Đấy, cho bàn mà thấy rất là vui đúng không? Coi như là sẵn sàng. Thưa quý vị biết không? Đó nhiều chuyện nè. Quý vị biết là sáu người trong đó đã tội nhất là cái anh chàng mà 37 tuổi mà make up đó. Make up nổi tiếng ở bên Việt Nam đó, ở Đà Nẵng, anh chàng này make up nuôi cả gia đình luôn thưa quý vị. Và anh chàng đó là đi theo make up cho cái bà đó, cái bà mà giết người á, là bà đi theo make up cho bà bấm mướn, đi theo make up cái anh chàng đi theo. Thì trong 6 người bị chết đó đó thì cái bà Việt Kiều người Mỹ đó đó là bà là thiếu nợ mấy người kia 280.000 đô la để xây dựng một cái bệnh viện bên Nhật Bản gì đó. Thì mấy người kia bắt đầu thấy không có làm được chuyện gì lâu quá, không có thấy gì hết, thì bắt đầu gọi bà, bắt đầu hừ cự tuyệt, rồi đòi bắt đầu là hăm dọa bà. Sau đó thì bà mời hết qua Thái Lan, bắt đầu bà mời qua Nhật, nhưng mà bên Nhật không có visa cho mấy người kia. Thì xin qua Thái Lan dễ lắm, không cần giấy tờ gì hết, qua bển ở khách sạn 5 sao đàng hoàng thưa quý vị. Và khi cái ngày cuối cùng trả phòng đó, mấy người kia trả phòng, cái bà mời vô phòng bà để nói chuyện lần cuối cùng. Bà kêu đồ ăn lên quá trời luôn, bà kêu đồ ăn kêu trà vậy đó. Rồi bà lấy cyanur thuốc độc, bà thuốc vô trong đó, mấy người này uống tầm chết. Nhưng mà tại sao cuối cùng bà cũng là người chết luôn? Cái đó là bởi vì nó thì có nhiều, tự tử chung luôn. Nó rất là bí ẩn. Tại sao bà lại phải tự tử? Chứ bây giờ bà sống, bà trốn đi đâu bây giờ? Không, chị nghĩ cái này còn trong vòng bí mật em ơi. Chỉ có một bàn tay nào nữa chắc cũng phải coi như là điều tra. Bởi vậy thì một vụ án mình chưa ra được thì bây giờ mình cứ theo kết luận của cảnh sát trước là bà giết người là vì trong vali của bà có cyanide. Nên bây giờ cứ theo cái ý của cảnh sát trước là... Mà cái gì mà nó rõ ràng quá đó là thường thường nó không đúng. Tại sao bà lại thuốc người ta trong vali bà, tại sao có cyanide mà tại sao bà chết? Thì tất nhiên á là không có ai mà muốn cái người, vậy đó. Cái người đi chung với bà, với chồng bà vậy đó cũng chết luôn. Một thì đó bởi vậy thì một người thứ bảy đã làm cái đó rồi và bỏ đi đó. Ừ, biết đâu có một người, không có một người bỏ đi, người ta đã bắt ông này lại rồi và cũng đang điều tra, nhưng mà nói ông này không có dính dáng gì tới cái chuyện đó hết. Nhưng thôi mà bây giờ thấy... mình nói thay cảnh sát làm gì thì mình biết được tới đó thôi. Nhưng mà đúng là nó có rất là nhiều cái nghi vấn để hỏi thưa quý vị, là tại sao mà như vậy. Và anh thấy tội nhất là anh chàng 37 tuổi make up đó. Nhiều... giỏi lắm đó, make up cho nhiều nghệ sĩ lắm đó. Đúng rồi, người nghệ sĩ lắm á. Bang bang đi qua bên Thái Lan là cũng là cao cấp đó, đi theo đúng rồi, make up cho một cái người bả mà đưa theo như vậy là phải là cái người rất là giỏi. 37 tuổi. Thôi chị Lan kể chuyện cười đi chị Lan. Chị cười cho bớt căng thẳng đi. Có hai vợ chồng đó, tao nói ngày nào cũng đánh lộn hết trơn, đánh lộn hoài đó. Cái hả tối tới cái rợn cái không xê ra, cái tay này hồi trưa đánh bà phải không, cái chân khều cái xê ra, cái chân này hồi trưa đá bà, cái nói thôi mà giận hoài sao, xê ra, cái miệng này chửi bà, xong cái làm gì biết à, cái này vô tội. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn lại tiếp tục gửi đến quý vị những cơ sở thương mại bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay với công ty SK của Nhật Bản. Ngày hôm nay thứ hai thì chúng tôi sẽ giới thiệu những sản phẩm về hair tóc thưa quý vị. Đầu tiên là shampoo và conditioner của họ rất là tốt, giúp cho tóc bóng, tóc bượt, tóc không gãy, tóc không gầu, giúp cho quý vị coi như là có một mái tóc chắc chắn và những cái đầu khô đầu rồi nó sẽ mượt mà trở lại thưa quý vị. Và tóc không rụng nữa, đây là loại đặc biệt với shampoo và conditioner có chất argan oil rất là tốt của SK Nhật Bản. Sản phẩm thứ hai đi kèm của họ để tóc đó, đó là cái hair mask thưa quý vị. Cái hộp hair mask nó bự lắm, một hộp như thế này nè đã rất là nhiều người xài và thích lắm, là bởi vì khi mà nó giúp cho chúng ta tóc mà bị hư, bị gãy, bị rơm như là cọng rơm luôn, mà tự vì tẩy rửa hay là nhuộm khô quá nhiều rồi đó, đụng dùng cái gãy đó, bóp cái nó gãy đó, thì quý vị thấy dùng cái loại này chà lên sau khi tắm đó, sau khi gội đầu một ngày 10 phút thì nó tóc nó sẽ bóng mượt trở lại, rất là tuyệt vời. Một hộp, một cái chai này rất là nặng thưa quý vị. Một sản phẩm nữa của họ về tóc đó là cái thuốc mọc tóc. Thuốc mọc tóc của họ thì một hộp có 2 chai thưa quý vị, và nếu chúng ta dùng 2 liều này từ 4 tuần đến 6 tuần thì tóc sẽ mọc lên như thường, mọc lên lại. Và nhiều người đã mua cái loại SK này và rất là thích cái thuốc mọc tóc này của Nhật Bản. Sản phẩm của Nhật Bản có một cái là rất là chất lượng, loại nào ra loại đó thưa quý vị. Và sản phẩm tiếp theo của họ mới vừa ra mắt đó là sản phẩm eyelash. Eyelash này đó là một sản phẩm để giúp cho tóc mọc rồi, còn cái này là để giúp cho lông mi của quý vị mà bị cắt đó, quý vị bị rụng hay lông mi rụng hay bị cắt đó, quý vị nối lông mi đó mà đã cắt lông mi rồi muốn cho nó mọc ra thì cái loại này nó sẽ mọc ra dài và cong lại. Loại của Nhật Bản rất là tốt. Một cái hộp eyelash là sản phẩm mới nhất. Rồi một cái sản phẩm nữa của họ về tóc nữa đó là dầu SK, dầu nhuộm thưa quý vị. Dầu nhuộm 3 trong 1 như thế này
nó giúp cho quý vị vừa dụm vừa gội vừa cài shampoo conditioner với năm màu khác nhau để quý vị chọn lựa. Chị Mỹ Linh là màu blonde hair, chúng tôi luôn cũng mới nhuộm lại màu đen black natural thưa quý vị, và rất là dễ dàng, chỉ cần có gội lên đây, mình gội khô chút xíu rồi mình để chừng 30 phút rồi mình đi xả nước vậy thôi là nó đã có cái đầu màu mới rồi ha chị Linh. Yeah. Rất là dễ luôn. Rất là dễ quý vị ơi. Mình coi như là mình đưa lên trên đầu mình gội, đúng như Trung Tử Lưu nói là gội khô đó. Mỹ Linh thì nhiều khi Mỹ Linh để cho tới 35 phút rồi Trung Tử Lưu 35-40 phút lận đó, thì mình đi gội lại, không gội xà bông nha quý vị, chỉ gội không thôi để cho nó đi. Nhưng mà trung bình nó là để bao nhiêu phút? Em để nhiều khi 40 phút. Em để nhiều khi 40-45 phút luôn, tại em sợ nó không có ăn á. Rồi đó là những sản phẩm của SK mà chúng tôi giới thiệu trong ngày hôm nay. Cuối cùng là cái eye cream thưa quý vị, để giúp cho mắt bị bọng nè, mắt bị nhăn nè, mắt bị bụp nè, rồi mắt bị đen qua thâm quần nói, ở dưới nói, đó. Nói thêm cái nữa chứ không thôi nó hơi thiếu. Tại cái màu của Mỹ Linh là cái màu lợt, cho nên Mỹ Linh sợ nó không ăn với lại cái tóc bạc. Nhưng mà như mà chị xài những màu đậm như Trung Tử Lưu với chị đó thì không cần lâu nha em đâu. Đó, tức là xài bao nhiêu lâu đó phải không? Tại màu là lợt đó, nó ít có ăn bằng những cái màu đậm. Màu đậm nó ăn nhanh lắm. Cái eye cream này giờ giúp cho mắt rất là nhiều. Những quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số điện thoại hiện trên màn ảnh của anh Scott thưa quý vị. Anh Scott sẽ giúp cho quý vị với những... để làm đại lý, đang cần đại lý trên 52 tiểu bang thưa quý vị, với Huê Hồng Cao. Xin gọi số phone hoặc là vào website. Tại miền Nam California, tất cả các khu chợ đều có cái sản phẩm của SK Envision. Và riêng tại Tân Tú Quỳnh thì chúng tôi có đầy đủ tất cả các loại và sẵn sàng gửi đi khắp thế giới cho quý vị. Hoặc là quý vị mua trên website tantuquynh.com, chúng tôi sẽ gửi đi khắp nơi trên thế giới. Còn Thúy Nga Paris Canada thì không có carry loại này, nên ở Canada quý vị cũng cứ liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 714-612-7309. Tiếp theo là công ty Can Colorado Food. Công ty Can Colorado Food xin giới thiệu đến quý vị những sản phẩm đặc biệt về đông trùng hạ thảo đen. Thưa quý vị, đông trùng hạ thảo đen là một loại đông trùng hạ thảo rất là đặc biệt, mà có 3 loại 3 số. Mỗi một số như vậy nó có 6 chai, mỗi chai 100ml, số 1, số 2 và số 3. Và nó giúp cho từng loại bệnh khác nhau. Loại số 1 sẽ giúp cho những người bị chóng mặt, nhức đầu, bị yếu sức, bị thiếu máu, đứng lên quay vòng vòng. Thưa quý vị, trẻ em ăn chậm lớn cũng dùng loại này, các cụ già, các thanh niên không đi đứng nổi thì dùng loại này rất là tốt. Black Cordyceps đen số 2 đó là dành cho những người bị yếu sinh lý, bộ nó tráng dương bổ thận cho cả phụ nữ và đàn ông. Cả phụ nữ đàn ông dùng loại số 2 thì đều được tăng cường sức khỏe, sức mạnh về sinh lý, sẽ giúp tăng cường hạnh phúc gia đình. Thưa quý vị, đó là loại số 2. Loại số 2 nó có màu đỏ thưa quý vị. Và loại số 3 cũng là một loại đặc biệt giúp cho những người bị ung thư. Nếu chúng ta có người thân bị ung thư thì cần phải xạ trị, hóa trị. Nhiều khi không có đủ sức khỏe và nó rất là đau đớn, không ăn, không ngủ được. Dùng loại số 3 thì cơ thể chúng ta sẽ quân bình lại và chúng ta có thể thèm ăn và ăn uống được để chúng ta có sức khỏe, tiếp tục xạ trị và chống đỡ với căn bệnh ung thư. Chúng tôi cũng có những loại trà đặc biệt thưa quý vị. Trà tiểu đường của chúng tôi cũng rất là tuyệt vời, với trà PG giúp cho quý vị giảm lượng đường trong máu, cân bằng lượng đường trong máu, và quý vị dùng từ 3 gói cho tới 12 gói bự đó thì lượng đường sẽ xuống mức an toàn để quý vị sống bình thường trở lại. Loại thứ hai thưa quý vị đó là trà CX giúp cho hạ loại mỡ trong máu, để cho chúng ta tránh bị cao máu, tránh đột quỵ, bị hoặc là bị nghẽn tim vân vân thưa quý vị. Đó là trà CX. Và một loại trà nữa là loại trà EP dành cho những người đàn ông bị sưng tuyến tiền liệt, đi tiểu không được, tiểu rác, thưa quý vị dùng trà này sẽ đi tiểu lại được bình thường và nó bớt sưng để đi đứng lại được bình thường. Tất cả những thứ này chúng tôi đều có đại diện phát hành tại Tân Tú Quỳnh với số điện thoại 714-612-7309 hoặc vào tantuquynh.com. Chúng tôi gửi đi khắp nơi trên thế giới, và Thúy Nga Paris Canada cũng có tất cả những sản phẩm của Can Colorado Food. Trang Thanh Lan xin giới thiệu công ty Liên Phạm, đặc sản quê nhà chưa xỉ và lẻ tất cả các mặt hàng đặc sản của Việt Nam như cá tươi, cá mục nắng, các loại mắm đủ các vùng miền. Gần 500 món hàng đều có sẵn tại cửa hàng của Liên Phạm để phục vụ bà con kiều bào tại Mỹ. Liên Phạm luôn cam kết chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, nhận ship tất cả các tiểu bang toàn nước Mỹ, luôn có chương trình khuyến mãi khi khách hàng mua tại tiệm. Mọi thông tin xin liên lạc 714-453-7777, 714-453-7777, địa chỉ 10495 Bosa Avenue, số 105, Westminster, California 92683, nằm trong khu Phở Thịnh và Hảo Vị Barbecue. Liên Phạm kính mời.
Tại các tiểu bang, xin quý vị vào liênphạm1.com, website www.liênphạm1.com để xem và mua hàng. Chúng tôi có hệ thống gửi hàng nhanh cho quý vị đi qua đêm là đã tới với giá cước rất là rẻ. Và quý vị không cần phải tay xách nách mang nhiều thứ ở Việt Nam qua nữa, mà cái gì ở đây quý vị cần là gần như là có hết. Đang thèm những số đồ bắp khô, những đồ khô, đồ ăn, rồi mắm chao, tương vân vân, và cá tươi, cá một nắng vân vân, khô cá sặc vân vân. Quý vị mua, và cảm ơn quý khách đã ủng hộ rất là nhiều. Chị Liên Phạm nói từ ngày lên chuyện phố phường đó thì cái doanh số của chị đã bán lên rất là nhiều, là bởi vì khách ở đâu cũng thích hết. Mà quý vị tin đi, quý vị từ xa tới đây mà bước vô Liên Phạm, hoặc là quý vị ở ngay chỗ local này cũng vậy, bước vô Liên Phạm là ra là chị nói hôm bữa em ăn cái cá rồi, cái cá mà em ăn chưa? Chưa ăn phải không? Chưa, em chưa lấy. Chị đưa rồi. No, em lấy rồi, em đưa qua cho. Không, cái đó là khác. Còn cái đúng còn rồi. Cái cá gì nữa không? Còn cá tươi. Cá lù đù mà chị ướp. Cũng chưa lấy đúng không? No, cái này là cá lóc. Cá lóc thì biết rồi, còn cá lù đù. Cá lù đù ướp chứ không phải cá lóc. Chị tính là cho hai lần. Hôm bữa em hỏi cá lù đù, nó không có cá lù đù lộn đó, chứ còn cá lóc. Có cá lóc, chị ăn cá chị biết mà. Chị không phải, nhưng mà cá. Chị ăn cái hộp cá khô, bông khô khô bột bổn gì? Ừ. Không, cho thêm một lần nữa. Rồi, ăn cái này nữa rồi. Chị ăn này rồi, chị chiên lên rồi. Cá này là cá lóc. Không, của chị là cá lù đù. Dạ hả? Thôi cái gì cũng được, miễn sao cho. Nhưng mà em được lấy rồi. Không lấy chút gì ra chị lấy về chứ. No, em lấy về cho lưu rồi, em để ngoài tiệm. Ngoài tiệm hả? Có rồi, để chưa? Có rồi, chị để em bữa rồi. Lấy về chứ. Từ mấy hôm nay rồi. Đâu, em cá lóc bột, cá hộp bột thì em biết có. Không, cái đó rồi, bây giờ cái này biến. Cứ thêm một lần cá nữa. Thôi tự nhiên mình lên đây mình ngồi mình kể chuyện vậy đó. Thưa quý vị. Cá phi lê em ơi. Liên Phạm có EDT, tức là có nhận food stamp nha quý vị. Quý vị cao niên có thể đến và để mua. Và bây ăn giờ ngon vô cùng quý vị ơi. Có một nơi cũng có EDT cũng ăn ngon vô cùng luôn, có nghĩa là nhận food stamp cho quý vị tới ăn, đó là Lan Anh Kitchen Restaurant. Lan Anh Kitchen ở số 6944 Westminster Boulevard. Ở đây có bán rất là nhiều món ăn quý vị ơi. Mì Quảng nè, bún nè, bún riêu rồi kia nọ, cơm sườn, bún thịt nướng, bún bò Huế. Rồi có bánh khọt nè, bánh xèo nè, rất là ngon, ăn giòn tan luôn. Rồi ở bên này thì cũng có là gỏi quý vị, rất là nhiều gỏi, trong đó có gỏi đu đủ bò khô, Mỹ Linh rất là thích luôn. Gỏi mít nè, Mỹ Linh cũng thích luôn nữa nè. Rồi những cái món súp. Gỏi rau má, nem chua, rồi đúng, gỏi đúng rồi, đúng rồi, cái đó lạ đó nha. Nhiều cái đó gọi là lạ, đúng rồi. Rồi xong rồi những cái món tráng miệng đó quý vị, cô này bán tráng miệng rất là ngon, cổ nấu chè rất là ngon quý vị. Đặc giải mà. Và thưa quý vị, ở đây còn nhiều món ngon lắm, như nem nướng tự cuốn, rồi lá lốt, bò nướng lá lốt, ăn chấm mắm nêm rất là ngon, ăn nhai thơm vô cùng luôn. Và bánh xèo, bánh khọt, nói chung bún bò Huế, phở, cơm cái gì cũng có. Nên quý vị phải thấy rằng nơi đây rất là tiện lợi để quý vị đến thứ hai, thứ sáu, còn từ thứ hai tới thứ sáu đó, còn có cơm chỉ, đồ ăn làm sẵn để quý vị mua về khỏi cần nấu nướng đó. Chỉ có trong ngày từ thứ hai, thứ sáu thôi để quý vị đi làm bận biểu đó. Và Lan Anh Kitchen nhận food stamp với địa chỉ mà quý vị thấy trên màn ảnh, và đi từ dưới đường Beach mà hướng Westminster lên đường Beach, qua khỏi đường Beach tới Golden West thì nhìn bên trái nó có tiệm Popeye, cứ quẹo vô cái khu đó là dính thưa quý vị. Và mở cửa 7 ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, riêng chủ nhật đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Quý vị đặc tiệt, tất cả đều có thể tới đây mua những cái mâm 10 người, 15 người, 20 người, mỗi thứ 8 món, chúng ta không cần phải nấu nướng gì nữa hết. Và bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến công ty của Việt Facebook thưa quý vị. Tinh dầu thông đỏ, chiết xuất 100% từ lá của cây thông đỏ có tuổi thọ trên 100 năm. 210 đồng một hộp như thế này. Công dụng của nó là đánh tan mỡ máu, gan nhiễm mỡ, giảm lượng cholesterol trong máu, giúp điều chỉnh cân bằng huyết áp, hỗ trợ chức năng miễn dịch, làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho, viêm xoang, hen suyễn và cúm. Thải độc thanh lọc cơ thể, giúp đẹp da, chống lão hóa, điều trị các chứng đau đầu, viêm thần kinh tọa. 210 đồng một hộp cho quý vị. Sản phẩm tiếp theo của họ đó là Hyzen Probiotic để bổ đường tiêu hóa. Chị Mỹ Linh đang cầm, đây là loại của Hàn Quốc rất là tuyệt vời thưa quý vị. Để chúng ta có thể dùng cái probiotic này để cung cấp cho chúng ta một cái nguồn vi khuẩn vi sinh đó, tốt vô trong đường tiêu hóa, để cho chống lại những cái vi khuẩn xấu bên trong, giúp cho ngăn ngừa viêm đường ruột, nhiễm trùng đường tiết niệu, ngăn ngừa tiêu chảy và chứng không dung nạp đường lactose, giúp ngăn chặn trào ngược axit từ dạ dày, giúp thải độc tố, cải thiện chức năng gan, cải thiện làn da, giảm béo phì, béo bụng, giảm cholesterol, giúp ức chế tế bào gây ung thư dạ dày trực tràng, tuyến tụy bàng quang, và giảm dị ứng trong thân thể. Cái giảm dị ứng này rất là đặc biệt nha, nó giúp cho quý vị gọi là, chúng ta phải nói là nó giúp cho chúng ta những người bị ngứa mề đay này kia, hay ngứa trong cơ thể mà nguyên một người, cả người ngứa luôn đó, chúng ta có thể dùng loại này mỗi ngày, nó sẽ giảm hết, nó sẽ lọc hết trong gan ra. Và thưa quý vị, hoàn bổ đáng 60 viên hai con phượng,
cũng là một loại rất là đặc biệt của việc face ball. Đây nó cũng có cái tác dụng giống như là ăn ngưu hoàng cung, nó giúp cho quý vị tăng cường sức khỏe, nó giúp cho quý vị với nhiều cái chất khác nhau, giúp cho quý vị chống mặt, say sẩm, nhức đầu, rối loạn tiền đình, hoặc là quý vị bị ngăn ngừa đột quỵ hoặc đang bị đột quỵ cần phải phục hồi sớm, thì chúng ta có thể dùng hoàng bổ đáng 300 đồng một hộp 60 viên, 300 đồng một hộp 60 viên. Xin gọi cho chúng tôi ở Việt Face Mall với số điện thoại hiện trên màn ảnh và website đó để quý vị có thể order. Cuối cùng là công ty Esarachu, công ty My E-Shopping của Việt Face TV, với những một cái bộ Esarachu rất là đặc biệt do các bác sĩ Hàn Quốc và sinh viên nghiên cứu 30 năm ở trường đại học Seoul cho ra cái Esarachu 380, thành phần gồm có chế biến từ tế bào gốc cuốn rốn của trẻ em, dẫn xuất vitamin B3 với trứng cá hồi, cỏ hổ, trà sung, trà xanh v.v. Nó tạo cho chúng ta phục hồi tái tạo làn da, giúp da trắng sáng, dễ nhìn, trẻ trung hơn, xe khích lỗ chân lông, nâng cơ kích thích sản sinh collagen để giúp da săn chắc hơn, giúp độ giữ da, giữ độ ẩm, căng mọng. Ngoài ra Deep Night Cream 65 đồng một chai thì có thể thế vô cái công nghệ lăn kim, mà chúng ta chỉ dùng công nghệ lăn kim bằng vỏ san hô rất là nhẹ nhàng trong chai này để cho kem nó thấm vào da ngay lập tức, giữ ẩm cho da, truyền dinh dưỡng vào da trong lúc mình ngủ và giúp phục hồi tái tạo làn da mới. Kèm với một sản phẩm nữa là Esarachu Booster Serum 60 đồng một chai, giúp tỏa sáng làn da, nhìn làn da trong suốt mượt mà, hỗ trợ khai thác tái tạo tế bào exosome, tăng cường collagen, giúp giữ ẩm cho da và giữ trang điểm mỹ phẩm trong ngày không bị nhờn da mặt. Cuối cùng là cái chai kem Snow Tone Up Cream. Đây là kem dưỡng da 3 ngày giúp da trắng sáng hơn một bậc so với tông màu của mình. Giúp xe khích lỗ chân lông, nâng cơ kích thích collagen để làn da được săn chắc. Có thể dùng thay thế kem lót trước khi trang điểm, giúp chúng ta không cần dùng mỹ phẩm makeup nhiều quá. Với giá là 20 đồng một chai này, quý vị có thể mua nguyên bộ hoặc là mua từng món, từng món, từng món. Xin gọi vào những số hình trên màn ảnh. Và sản phẩm này bán rất là chạy thưa quý vị. Đã cháy hàng liên tục, xin quý vị gọi vào hai số hình trên. Chị Linh. Một bản tin về Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc quý vị, Hàn Quốc mấy hôm nay tuần vừa rồi đó quý vị, họ có một cái đợt nắng nóng rất là kinh khủng, và họ coi như là các cái quán cà phê đó nó làm kiểu như là nó cho cái nhiệt độ xuống rất là thấp, nó còn có mấy độ thôi à. Thành ra là cái nhiệt độ bên ngoài đó với lại bên trong đó chênh lệch với nhau dữ lắm. Người ta nói là cái này đó thì nó sẽ làm cho con người mình dễ bị bệnh hơn, bị sốc nhiệt đó quý vị. Tự vì mấy người ta tới quán, người ta ngồi đó, mấy thường thường là sinh viên, họ tới đó họ học á, thì họ nói trong thí dụ như nửa tiếng đầu tiên á thì rất là tuyệt, nhưng mà sau đó là phải mặc thêm áo chứ không thôi là chịu không nổi, người nào cũng phải trùm co ro lại hết trơn á. Có nhiều người đó chịu không nổi phải chạy ra ngoài chút xíu để cho nó cái nhiệt độ của mình nó đỡ dễ chịu hơn đó, xong rồi lại chạy vô, nghĩa là chạy ra chạy vô như vậy. Em làm cái bản tin này làm cho em nhớ hồi xưa, chị nhớ cái rạp Rex với lại Eden không? Ở ngoài mình nóng cỡ nào thì nóng, nhưng mà vô rạp Rex là em phải mặc áo ấm đó nha, chứ còn không thôi là chịu không nổi. Chị hát cái đó đó mà, chị hát 10 năm trời luôn. Vậy hả? Không, em nói là rạp Cine kìa. Rạp Rex là Thành á. Sau này thôi, chứ còn hồi xưa trước là chiếu phim. Hồi xưa là chiếu phim, em nhớ hồi xưa đi coi phim, mà lúc em hồi xưa hồi xưa mấy cái rạp chiếu có máy lạnh đó là gần như là cái thiên đường của mình đó ha. Tuổi trẻ. Nhưng mà lạnh lắm em ơi, trời ơi, chị vô lúc nào chị cũng phải mặc thêm một cái áo len. Mình chưa quen thôi. Từ nhỏ hồi xưa là mình khoái vô trong máy lạnh tối ngày coi movie để vô máy lạnh ngồi. Quý vị biết không, cái thời đó là cà phê cái mấy quán cine máy lạnh đó là một cái mơ ước của mấy đứa nít nhí đó, coi như là chỉ mơ ước một lần để vô hưởng thử máy lạnh trong rạp nó làm sao, rồi nghe nói là ghế nệm êm lắm, rồi ôi đủ thứ hết trơn á. Rồi sau 75 thì quý vị biết là những cái rạp đó tụi này đi coi phim là chen chúc, mồ hôi mồ kê nó rớt xuống, nó đọng trên nóc nhà, nó giọt xuống từng giọt mà rẹp thì cắn đầy hết trơn trong rạp. Sau 75 thì họ không còn để cái nhiệt độ lạnh như vậy lạnh nữa, không có máy lạnh luôn chứ không mở luôn, không có điện mà làm sao mở. Đúng rồi đâu có điện, đó là không có điện, cực khổ vô cùng luôn. Trời ơi, kinh khủng khiếp, lúc sau này là kinh khủng khiếp. Không, Sài Gòn cái thời năm sướng hả? Cái thời mà thập niên 90 mà trước khi chúng tôi lưu đi Mỹ, thưa quý vị, chúng tôi lưu bắt đầu ở Sài Gòn có cà phê máy lạnh. Cà phê mấy cái quán cà phê nhỏ nhỏ họ mở nhà hải ngoại thôi, mà họ với lại nhập Mỹ thôi. Mà ở trong đó lạnh buốt, cũng mở máy lạnh. Có lạnh buốt luôn á. Lạnh, rồi ở Hồ Con Rùa rồi đó, em vô quen luôn, em vô quen mặt luôn á, có nghĩa là
trời nóng quá mình chỉ có chui vô cà phê máy lạnh ngồi nghe nhạc rồi nói chuyện trống thôi. Cà phê window gì? Nhiều lắm em, nhiều lắm chị. Nhiều lắm. Cà phê ở Sài Gòn nhiều lắm. Mà rất là thích. Cà phê máy lạnh ở Sài Gòn hồi đó rất là thích. Đang nóng mà vô cà phê máy lạnh là sướng liền. Người ta thường thường là ta vô trong đó là tránh nóng. Thì đó. Vô trong đó tránh nóng chứ không có cái gì hết trơn á. Còn đây là một cái bản tin nữa nè quý vị. Mỹ Linh thấy cái tựa này thấy cũng hấp dẫn. Ta nói là chuyện tình của người phụ nữ mà hơn chồng tới 47 tuổi lần. 47 tuổi thì coi như là cái ông này nè, ổng lấy cái bà này nè, và đến khi mà coi như là ông này ổng chết á, thì là ổng trút cái hơi thở cuối cùng trên tay của bà này. Mà bà này thua ông này tới 40, à hơn ông này tới 47 tuổi. Ông này chết rồi hả? Hả? Ừ. Sao? Không, bà này chết. Bà này chết nghĩa là bà già rồi, bà hơn ông này tới 47 tuổi lần mà. Nhưng mà điều hả rồi. Coi như là hả năm 16 tuổi thì coi như là hả bà này bà bị ép cưới con trai của chủ nhà, một thanh niên coi như là bị thiểu năng trí tuệ đó. Xong rồi cái không phải ông này đâu, nhưng mà được vài năm thì ông đã chết. Rồi về sau là bà này coi như là 20 tuổi là đã quá chồng rồi. Xong rồi về sau là lại gả bả cho một người lớn tuổi ở trong làng nữa. Rồi sau nhiều năm coi như không có con, bà này cũng khổ sở lắm. Nhưng mà cuối cùng phải nói là cái số bả hên, may mà bả gặp cái ông này nhỏ hơn bả 47 tuổi mà lấy, hai người lấy nhau và coi như là yêu thương rồi này kia bả, cho đến khi cái giờ cuối của bả, khi bả chết á thì bả chết trong vòng tay của người chồng coi như là trẻ măng như vậy. Mãn nguyện quá ha. Mãn nguyện vô cùng luôn, sướng. Chị ta nói cuối hả chị? Bình thường thôi, đâu có cái gì đâu. Bình thường thôi em. Cuối cùng sướng. Nghĩa là cuộc đời của bà sung sướng. Em đừng có nghĩ một cái chữ thôi. Sướng. Còn có một tin không sướng chút nào thưa quý vị, đó là một tin liên quan đến đồng nghiệp của chúng tôi. Đó là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đó. Anh chàng đi diễn trong cái show của anh chàng thì anh chàng mặc cái áo, cái người design họ design theo cái áo đó, là trên cái áo thường thường có nhiều huy chương lắm, thì anh chàng mặc đồ cái hơi giống lính, và cái đồ đó trên có những huy chương huân chương. Thực sự những cái huy chương huân chương này chúng ta nhìn cũng chẳng biết là cái gì, và nhưng mà có những người xét nát chứ là không ưa, tức là anti fan của Đàm Vĩnh Hưng đó, đi lục ra thì nó có một cái huy chương đó, nó giống như cái huy chương bội tinh gì trước năm 1975. Anh Dũng Bội Tinh. Anh Dũng Bội Tinh gì đó, không phải, cũng không phải anh Dũng Bội Tinh. Mà gọi là, thưa quý vị biết không, giống thôi. Cái thế hệ mà từ thế hệ sinh sau 75 bây giờ cũng đã 50 tuổi rồi. Thực sự thì thế hệ trước 75 như Trung Tử Lưu còn nhỏ đó, chị Lan, chị Linh bây giờ nhìn cũng không biết cái huy chương đó là cái gì nữa. Đâu có ai biết đâu, nhưng mà có những người họ banh vạch lá tìm sâu và tố lên và đăng bài lên như thế, và coi như là bên Sở Văn hóa Sài Gòn liền họp, coi như là quyết định họp tới họp lui và kỷ luật anh chàng này là 9 tháng không được hát. 9 tháng không được hát ở ngoại quốc, anh chàng nhận show ở Mỹ rất là nhiều và cũng không được hát, đồng thời không được ra cái MV nào ở trên mạng nữa, có nghĩa là cắt đường sinh sống đó, thưa quý vị. Chúng tôi thấy đây là một cái hành động nó hơi bị nhỏ nhoi quá, là bởi vì có thể phạt tiền, có thể phạt bao nhiêu ngày hay và chuyện gì đó, nhưng mà đừng có chặt đường sống của một người nghệ sĩ, cho dù là mình có thích hay không thích Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng mà đều, thưa quý vị, chúng tôi luôn nghĩ rằng chặt cái đường sống của người ta để người ta không sống được như vậy. Chị Lan có nhớ không, hồi đó một cái ông mà giống như bây giờ ông Tổng Bí Thư mới mất á, nếu mà mình còn hát Việt Nam mình cũng phải bị nghỉ 5 ngày 7 ngày rồi. Mà 5 ngày 7 ngày là mình khổ như thế nào rồi, thấy chưa? Chúng tôi đã hát sống bằng nghề hát mà coi như là nghỉ mà 9 tháng, cấm 9 tháng. Ra hồi xưa mình sợ nhất là mấy ông chết á. Đó, sợ lắm. Rất là sợ. Bây giờ thì Đàm Vĩnh Hưng có thể là giàu hơn lúc trước rất là nhiều, có thể làm ăn này kia, nhưng mà 9 tháng nó cũng thay đổi rất là nhiều trong cái vận mệnh của con người, trong cái nghề nghiệp đó, thưa quý vị. Và đó là một cái mà chúng tôi thấy rằng là ở Mỹ này không bao giờ có chuyện cấm khùng điên như vậy hết. Và chúng ta cũng thấy là chúng ta rất là may mắn đi sang cái xứ tự do. Không còn bị những cái ràng buộc gọi là quái dị như thế này nữa. Bây giờ thì để Trung Tử Lưu bắt đầu giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại cuối cùng đã bảo trợ trong chương trình hôm nay. Chúng tôi đã hết giờ rồi. Thưa quý vị, tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị Hắc Nhân Sâm. Hắc Nhân Sâm, thưa quý vị. Hắc Nhân Sâm, chúng tôi đang order cái Hắc Nhân Sâm. Chị Trang Thanh Lan đang trên đường về. Đến hôm nay Hắc Nhân Sâm, chị Trang Thanh Lan. Mỹ Linh đi
đi chơi đó, đem theo xăm gói nè. Em đem theo xăm nước. Lên đem cho chị xăm nước, xăm gói. Xăm gói nè, thưa quý vị ơi, bây giờ thì xăm chị Trang Thái Lan đang tạm thời hết. Nhưng mà cái xăm nước chúng tôi vẫn còn, và xăm bột cũng còn vài hộp mới hết rồi, lại bên công ty đưa gửi được vài hộp. Nhưng đặc biệt phải thông báo đến quý vị là chúng tôi mới nhận được khoảng chừng 15 hộp xăm Royo, thưa quý vị. Hộp xăm Royo chúng tôi nhận được có khoảng 15 hộp thôi và đã bán hết 5 hộp rồi, còn khoảng 10 hộp. Nên quý vị phải nhanh tay gọi, bởi vì xăm Royo rất là nhiều người cần và hỏi chúng tôi. Và đây là một hộp loại xăm với 4 chai bên trong hạt nhân xăm nguyên chất, thưa quý vị, với giá là 600 Mỹ Kim. Và quý vị mua một hộp này cũng được tặng một hộp hạt nhân xăm lát tẩm mật ong như thường nha quý vị. Nhận được hộp một hộp nhân xăm lát tẩm mật ong, nên quý vị cứ gọi cho chúng tôi để mua những loại này. Hát nhân xăm lát tẩm mật ong thì chúng tôi có hai loại: hát nhân xăm lát tẩm mật ong loại bự 150 một hộp, và một loại là 100 đồng một hộp nhỏ hơn. Và hai loại này chúng tôi sẽ tặng cho quý vị nếu quý vị mua những cái loại hát nhân xăm mua nhiều. Chẳng hạn như mua một hộp nhân xăm 5 trong 1 đó, quý vị cũng mua rất là nhiều nhân xăm 5 trong 1, gồm có 3 hộp cao cốt hát nhân xăm giống như chị Trang Thanh Lan vậy đó, và 2 hộp xăm bột hồng sâm, thì cái loại đó 700 đồng một hộp đó, thưa quý vị. Và chúng tôi sẽ tặng cho quý vị một cái hộp bự như thế này, chỉ một trị giá 150 Mỹ Kim. Nên chúng ta chỉ còn có 150, còn có 550 Mỹ Kim cho cái hộp sâm đó mà thôi. Hay là quý vị mua hộp sâm mà coi như là chúng tôi gọi là hộp sâm tiểu đường đó, sâm tiểu đường của chúng tôi đó, mà quý vị mua 2 hộp sâm tiểu đường thì quý vị sẽ được tặng cho một hộp xăm lát tẩm mật ong loại 100 đồng. Xăm tiểu đường này là giúp cho quý vị giảm tiểu đường, và nó còn là hát nhân xăm nữa. Nên nó chúng ta dùng mỗi ngày một gói sau bữa ăn trưa là đường nó xuống mà chúng ta lại khỏe mạnh nguyên ngày. Rất là nhiều người mua loại này, và ngay cả trong quân đội Hoa Kỳ cũng dùng loại này cho nhiều nhân viên, cho nhiều người lính bị tiểu đường đó, thưa quý vị. Và để cho xách đi, nó có từng gói để xách đi cho nó tiện đó. Ngoài ra chúng tôi còn có cà phê xăm. Hôm nay mấy chị này chưa uống cà phê sâm, chứ chúng tôi luôn luôn để sẵn, thưa quý vị, một hộp 20 gói rất là ngon, chỉ có 20 Mỹ Kim mà thôi. Rồi chúng tôi cũng có hát nhân sâm nước mà gọi là cao cốt tốt nhất, hát nhân sâm nước, thưa quý vị, của Hàn Quốc. Nó sệt hơn loại kia, và giá của nó là 175 đồng một hộp 30 gói, có chính phủ Hàn Quốc đóng dấu đàng hoàng để chứng tỏ là sản phẩm tốt nhất. Rồi chúng tôi cũng có sâm đông trùng hạ thảo nha quý vị. Sâm đông trùng hạ thảo 2 trong 1, một hộp 1 kg như thế là 500 Mỹ Kim. Và một loại nữa là sâm Samson 4 chai trong một hộp luôn, cũng 1 kg. Rồi chúng tôi có sâm đông trùng hạ thảo linh chi mà quý vị đã quen uống rồi. Cái loại này là loại 5 trong 1 nha quý vị, 3 hộp cao cốt sâm và 2 hộp bột. Còn cái loại này là hát nhân sâm đông trùng hạ thảo linh chi rất là quen thuộc mà chúng ta đã dùng quen rồi. Tất cả mua hát nhân sâm của chúng tôi đều là một thế giới hát nhân sâm. Tại sao phải dùng hát nhân sâm? Thứ nhất là hát nhân sâm cao mỡ, cao máu, đau tim đều dùng được hết. Thứ hai là hát nhân sâm là chưng cất 10 lần từ sâm trắng đầu tiên, và nó vẫn giữ tất cả mọi chất lượng, mọi cái tác dụng của hát nhân sâm, của sâm trắng. Mà nó còn thêm vô là ngăn ngừa cúm A, ngăn ngừa ung thư. Và đặc biệt nó cũng giống như những loại sâm kia là tăng cường trí nhớ và tăng cường sinh lực. Tăng cường ngay lập tức, người già càng bệnh càng yếu càng cần dùng hát nhân sâm. Quý vị thấy chị Lan, chị Linh đi chơi hay chúng tôi đi chơi cũng có hát nhân sâm nước để trong người, xé một gói uống cho nó tiện và khỏe nguyên một ngày luôn. Và chúng tôi cũng còn có sâm nguyên củ hát nhân sâm để cắt ra đó, thưa quý vị, một hộp gỗ. Đồng thời chúng tôi cũng có sâm nam thì lâu lâu chúng tôi phải dơ lên một lần cho quý vị xem. Sâm nam này nó bổ ích cho những người đàn ông yếu sinh lý, thưa quý vị, dùng sâm nam này rất là tốt. Một hộp gồm có 300 gram cao cốt sâm nam trong đây, gồm có hộp mắc-ca, sâm hoang dã, hắc sâm và nhiều loại khác nữa, để giúp cho sinh lý đàn ông mạnh lên ngay lập tức. Đó là những sản phẩm hát nhân sâm. Bây giờ thì trở qua Tân Tú Quỳnh, thưa quý vị. Tân Tú Quỳnh đầu tiên thì giới thiệu đến quý vị đó là An Ngưu Hoàng Cung, là hai cái món mà chúng tôi không bao giờ dám quên, là bởi vì đây là hai món chủ lực mà quý vị đã mua rất là nhiều. An Ngưu Hoàng Cung, bác sĩ đội nón và bác sĩ không đội nón, hai loại khác nhau nhưng mà nó cùng một cái công dụng, thưa quý vị. Nó giúp cho chúng ta ngăn ngừa và đột quỵ, cũng như là chữa trị đột quỵ, phục hồi đột quỵ sau đột quỵ, giúp không có bị tái đột quỵ lần nữa nếu chúng ta dùng thường xuyên. Và chúng ta cũng giúp cho những người có nguy cơ đột quỵ thì chúng ta nên dùng loại này. Hoặc là nhức đầu chóng mặt, coi như là đau cổ, nhức coi như rối loạn tiền đình, nhức nửa bên đầu, nhức cái gân trong cổ này kia, những cái mạch máu nó không thông thương nó, thì dùng loại này. Đó là đây là một tổng hợp được nhiều chất mà coi như là công thức hàng ngàn năm rồi, với bác sĩ đội nón và bác sĩ không đội nón. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi để mua những sản phẩm này, An Ngưu Hoàng Cung. Ngoài ra chúng tôi còn có An Ngưu Hoàng Cung loại 10 viên, một tháng uống 1 viên,
và hoa ngư hoàng cung loại 10 viên, loại nhẹ, một tháng một ngày uống một viên để chúng ta đi chơi có thể mang theo. Cái này chỉ có 50 đồng thôi thưa quý vị. Đó là hoa ngư hoàng cung. Bây giờ trở qua Tân Tú Quỳnh, trong ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị những sản phẩm của Tân Tú Quỳnh. Đầu tiên là những cái loại dầu này, quý vị thấy là bây giờ Tân Tú Quỳnh có hai cái loại dầu lận nha quý vị. Peppermint, một loại là chai lăn, một loại chai sức. Nó cũng giống nhau thôi, giá nó cũng giống nhau và xài rất là thơm. Đó là tinh dầu bạc hà, nó giúp cho chúng ta chống mặt, nhức đầu, sổ mũi, đau bụng, côn trùng cắn. Hoặc là chúng ta để xông hơi, hoặc là chúng ta để trong những căn phòng hôi quá đó, thì chúng ta dùng cái dầu nước này nè để bỏ vài giọt xung quanh. Còn riêng dầu lăn này chúng ta chỉ dùng cho cơ thể thôi, giúp cho chống nôn mửa, đau bụng vân vân, tiêu chảy, nhức đầu. Tất cả đều có thể dùng loại này. Một cái chai rất là dễ thương thưa quý vị. Đó là dầu của chúng tôi. Và bây giờ là những loại thuốc mới. Thì đầu tiên phải nói đến đó là cái bộ nắp đỏ thần kỳ mà quý vị đã mua rất là nhiều nha quý vị. Nắp đỏ thần kỳ của chúng tôi quý vị đã mua rất là nhiều là bởi vì tất cả của chúng ta đó, trong cơ thể của chúng ta có ba điều quan trọng nhất là mạch máu và não cũng như là trái tim của chúng ta. Và mạch máu trong não đó nó phải đưa lên não đầy đủ, với oxy nó phải đưa lên não đầy đủ qua cái chất Nitro X3 thưa quý vị. Đây cái chất mà cái này là cái gói này được đoạt giải Nobel nè, để đặt dưới lưỡi một miếng thôi. Còn cái nước mà Lipid này là một cái chai này thì 48 loại trái cây trong đây, thảo dược trong đây sẽ giúp cho quý vị, để cho quý vị lọc máu từ trong cơ thể chúng ta, máu nó chạy vào trong mạch máu, nó clean hết mạch máu, nó chạy qua tim là một dòng máu sạch lại chạy tuôn ra và nó đưa lên cho trong não của chúng ta đầy đủ máu huyết. Chính vì cái sự đặc biệt đó mà nó giúp cho chúng ta là những người bị cao máu, cao mỡ đó, sẽ thấy là rất là nhẹ nhàng, không còn bị nữa và có thể hạ máu, hạ mỡ xuống. Chúng tôi đang sắp xếp để mời cái anh mà của anh Michael Tú đó thưa quý vị, đã giới thiệu cái này cho chúng tôi, sẽ mời lên cho quý vị để có một ngày chúng tôi nói về cái sản phẩm này. Rồi quý vị cũng nhớ rằng khi mà máu nó giúp cho máu não của quý vị thông thường, nó đưa oxy lên não nên quý vị rất là thoải mái, ngủ rất là ngon. Đồng thời những cái mạch máu nó clean hết, nó làm cho hết đau nhức. Và nó có rất là nhiều cái tác dụng khác nữa mà phải nói rằng nếu như chai SD thần kỳ để giúp cho quý vị về lục phủ ngũ tạng luôn, và nó cũng giúp cho quý vị về cái tuyến nội tiết tố mới, thì cái nắp đỏ thần kỳ này sẽ giúp cho quý vị có một cái nguồn máu mới và nguồn oxy nitro, và cái thứ mà chúng ta nếu thiếu chúng ta sẽ chết đó. Rất là tuyệt vời nha quý vị. Và quý vị mà dùng rồi sẽ thấy nó ngay ngất. Hai dùng hai cái này chung. Một liều như vậy là một cái hộp, cái gói này có 10 miếng thôi. Và một cái chai này có thể dùng được 10 ngày. Thưa quý vị, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi. Và những sản phẩm khác của chúng tôi mới rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay chúng tôi có một sản phẩm mới cũng xin giới thiệu cho quý vị từ từ thôi. Thử thôi, quá nhiều đi. Thì cái Joy Support là một sản phẩm về thuốc này để trị đau xương nha thưa quý vị. Để giờ cho quý vị đau xương, đau khớp đó, thì nó giúp cho quý vị, làm cho quý vị hết bị đau xương, đau khớp. Và cái glutathione này cũng là một loại rất là đặc biệt. Đây là sản phẩm mới của chúng tôi. Cái loại này đó thường thường nó có 30 viên thôi, nhưng mà riêng cái của chúng tôi là có đến 60 viên lận. Nó chống oxy hóa và bảo vệ tế bào, hỗ trợ miễn dịch, tăng cường sức khỏe của gan, chống lão hóa, làm sáng da và giảm nám. Đây là một loại thực sự, đây là một viên mà người ta uống để trắng da nhiều hơn. Nó gồm có vitamin C và collagen trong đây luôn, gọi là glutathione mà quý vị đã mua rồi, xài rồi sẽ biết. Và nó hỗ trợ sức khỏe của tim mạch, giúp đối phó với các bệnh trầm cảm và lo âu, hỗ trợ chất lượng của tinh trùng tăng thêm. Cái này dành cho nam và nữ luôn thưa quý vị. Đây là một loại đặc biệt, một hộp như vậy 60 viên. Hồi đó 30 viên cái giá của trước đây người ta bán là 75 đồng, còn cái này là 60 viên giá chỉ có 90 đồng mà thôi. Và cũng đang có chương trình tất cả những sản phẩm chúng tôi giới thiệu là mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1 nha quý vị. Quý vị cũng nhớ rằng Tân Tú Quỳnh cũng có những sản phẩm như là thuốc mọc tóc của Hoa Kỳ với từ 3 tới 6 tuần sẽ mọc lên, một chai như vậy là 70 đồng, một xài được mấy liều lận. Và chúng ta dùng mua được có chương trình mua 3 tặng 1 luôn, cũng như là các loại như là dược thảo L88 để bổ phổi, rồi D88 để giúp cho ổn định lượng đường trong máu, rồi S88 là giúp cho stomach, tức là bao tử đó thưa quý vị. Và một loại nữa là K88 là giúp cho bổ thận. Tất cả những thứ này, chúng tôi còn nhiều thứ khác lắm mà chúng tôi không có đủ giờ để giới thiệu hết. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 714-612-7309 hoặc quý vị vào website tantuquinh.com.
cô Vân ở bên Việt Nam cũng có những sản phẩm SD thần kỳ của chúng tôi. Thúy Nga Paris Canada cũng có SD thần kỳ, và đặc biệt là Tân Tú Quỳnh đã có lại SD thần kỳ. Cái cách xài thì quý vị đã biết rồi, nó cung cấp cái tuyến nội tiết tố làm cho chúng ta khỏe, ngủ ngon, không còn đau nhức, không còn đau vai, không cầu ngược axit dạ dày, không bị vập bẻ, không bị loãng xương, không bị đau đầu gối, vân vân. Đây vẫn là cái thuốc chủ lực của chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần này. Xin chào. Xin kính chào quý vị.